Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp mọi người trong cái video của Duyên hôm nay. Khi nãy đang livestream với mọi người trực tiếp thì Facebook chặn luôn ạ. Bởi vì Facebook báo cảnh báo là có người đang đột nhập, có người đang xâm nhập vào tài khoản của bạn. Và hiện tại thì Facebook bảo vệ cái tài khoản của bạn bằng cách là hạn chế livestream, và Duyên không thể livestream được với mọi người. Thì Duyên hôm nay vẫn cứ livestream về Diệp Lục và quay video về Diệp Lục thôi mọi người ạ. Có thể nói là cái Diệp Lục là một thứ, đúng rồi, cái sản phẩm mà thức uống phổ biến của người dân hiện nay đối với những người mà yêu sức khỏe, hay là những nhà nào gia đình có trẻ con mà hay bị táo bón mọi người ạ. Thì Diệp Lục của Unicity là cái sản phẩm duy nhất trên thị trường có tác dụng là tăng sinh hồng cầu, thải độc máu, dọn dẹp cái con đường máu của chúng ta mọi người nhé. Dọn dẹp con đường máu, tăng sinh hồng cầu, cải thiện táo bón. Bởi vì là em bé ơi, rơi hạng của mẹ rồi, nhặt lên giúp mẹ nào. Mẹ cảm ơn con. Em bé đang đi lấy bão lai si, bởi vì em bé bị nhầm lẫn là mẹ hay cầm cái bình này để uống. Mẹ ơi, cho con. Mẹ cảm ơn con. Đó. Thì Diệp Lục của Unicity là cái sản phẩm duy nhất nó cung cấp được cái dinh dưỡng, các loại vitamin và muối khoáng, ví dụ như là vitamin A, B, D, E. Mẹ cảm ơn con. Các loại khoáng tố hay còn gọi là chất khoáng, bao gồm có canxi, sắt, magie, đặc biệt là silic và mangan. Đó là những cái chất khoáng cũng như là vitamin mà Diệp Lục Unicity nó làm được. Và cái Diệp Lục này nó đặc biệt là nó được ví như vua của các loài thảo mộc, chiết xuất từ cỏ linh lăng mọi người nhé. Linh lăng mọc ở cái vùng Trung Cận Đông, và chỉ ở đây mới có cái loại cỏ này. Và cái vùng này, cái cỏ này nó mọc ở dưới cái độ sâu là 30-40 mét trở lên. Nhưng nó mọc sâu dưới lòng đất và nó hút được rất rất nhiều các loại khoáng chất và vitamin. Vậy nên nó mới được ví như là vua của các loài thảo mộc. Và nó cũng có cấu trúc giống như tế bào hồng cầu. Vậy nên nó mới có khả năng là tăng sinh hồng cầu để cải thiện và chống cái việc bị thiếu máu. Những cái người mà bị rối loạn tiền đình hay huyết áp thấp thì Diệp Lục không bao giờ có thể thiếu. Đặc biệt cái lượng chất xơ trong một thìa sữa chua Diệp Lục mà Duyên vừa bị pha nó tương đương với khoảng lượng chất xơ trong 1 kg rau xanh. Vậy chúng ta thử hỏi xem mà một bữa ăn chúng ta ăn được bao nhiêu rau xanh. Đó, cái chất xơ vô cùng quan trọng, nó quyết định cái khả năng tiêu hóa của chúng ta. Ví dụ như những bạn nhỏ nào mà không ăn rau thì rất dễ bị táo bón, mà chắc chắn bị táo bón. Và khi bị táo bón rồi thì các bạn rất dễ bị mắc những cái bệnh đường ruột. Bởi vì sao? Bởi vì độc tố ở cái phần chất thải không được đào thải ra ngoài, nó quay trở lại hấp thụ lại đi vào máu và đến các cơ quan nội tạng. Vậy nên là cái việc mà sử dụng Diệp Lục thay nước uống hàng ngày để giúp thải độc máu, tăng sinh hồng cầu và thải độc đường ruột rất là quan trọng mọi người nhé. Rất là quan trọng luôn. Và tác dụng của Diệp Lục thì như Duyên nói là thải độc máu, tăng sinh hồng cầu, loại bỏ độc tố ở trong máu. Nó có mang cái tính kiềm, vậy nên nó sẽ giúp trung hòa axit trong dạ dày đối với những người mà gặp vấn đề viêm dạ dày hoặc là những người bị trào ngược dạ dày. Ngoài ra nữa thì Diệp Lục ECT nó có khả năng loại bỏ cái độc tố BAHS trong bụi mịn ở ngoài môi trường, nó ngấm qua da, nó đi vào máu, và chỉ có Diệp Lục Unicity mới có thể loại bỏ được nó thôi. Và nó sẽ làm cho da mờ nám, tàn nhang, sáng da, đỡ xỉn màu. Đó. Ngoài ra nữa, Diệp Lục Unicity có khả năng là làm lành vết thương rất là nhanh, bởi vì nó chống viêm rất là tốt. Chống viêm rất tốt nên là làm lành vết thương rất là nhanh, đặc biệt đối với những cái vết thương hở như là vết bỏng. Đó. Và Diệp Lục của Unicity nó sẽ cải thiện cái bệnh lý như là viêm xoang này, táo bón, bệnh đường ruột, bệnh viêm nhiễm hay viêm phụ khoa mọi người nha. Đó là những cái tác dụng cơ bản mà Diệp Lục Unicity mang lại. Còn nếu ai muốn biết rõ hơn về Diệp Lục Unicity này thì inbox trực tiếp cho Duyên nha. Ngoài ra nữa thì Diệp Lục Unicity nó sẽ giúp cho cái cải thiện huyết áp và giúp chúng ta có giấc ngủ ngon và sâu hơn, và xử lý luôn cả đau bụng kinh nữa mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã nghe chia sẻ của Duyên. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.